Vừa qua, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tiếp lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Trà Vinh đến trao tiền hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo nhân dịp đón mừng xuân mới Quý Mão 2023. Tại đây, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Trà Vinh đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng, tương đương 1.000 phần quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là số tiền do cán bộ, công nhân viên, người lao động của ngân hàng đóng góp theo chương trình Agribank chung tay vì người nghèo xuân Quý Mão 2023. Tiếp nhận số tiền trên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết đã ghi nhận sự quan tâm đóng góp của tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Trà Vinh đối với công tác chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết cũng như công tác an sinh xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết, tính đến nay, mặt trận đã tiếp nhận trên 2 tỷ đồng ủng hộ chăm lo Tết cho người nghèo. Đây không chỉ là nguồn lực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp cho các hộ nghèo trong tỉnh vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết.